Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với GVN. Trên tay của mình ngày hôm nay là một chiếc tai nghe với cái tên là Astro A10. Dành cho bạn nào mà mình chưa biết ấy, thì Astro Gaming họ là một cái nhà sản xuất rất là có tên tuổi trong cái giới sản xuất headset gaming. Và Logitech cách đây 2 năm thì họ đã mua lại cái thương hiệu này để mà phát triển riêng cái dòng headset gaming của họ. Thì Astro A10 sẽ là chiếc tai nghe Astro đầu tiên mà được Logitech họ mang chính hãng về Việt Nam. Vậy thì chiếc tai nghe này có gì hay, có điểm gì độc đáo hay là có những cái điểm gì cần phải khắc phục thêm thì anh em hãy cùng mình đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ trước về phần thiết kế trước nha. Với cái chiếc Astro A10 này nói sao nhỉ? Nó chưa mang lại cho mình một cái cảm giác thực sự gọi là ấn tượng. Nó chưa có một cái vẻ ngoài thẩm chất gaming này hoặc là hầm hố đồ này kia. Thì với chiếc Astro A10 này, đánh giá cá nhân của mình chưa thực sự ấn tượng với nó. Với cái phần củ tai hai bên này, rất tiếc là cũng chưa được trang bị cái phần gọi là khớp xoay để có thể chủ động xoay fit vào đầu của anh em, mà nó sẽ chỉ có thể cử động được một chút xíu ở phần đĩa cấp như thế này. Tuy nhiên, ngay khi mà mình cầm chiếc tai nghe Astro A10 này lên, có một điểm mà mình cực kỳ thích, đó chính là cái phần mút đệm tai ở đây. Nếu như anh em gọi là anh em trực tiếp cầm chiếc tai nghe này lên, sờ và bóp cái phần mút này, anh em sẽ thấy nó thực sự rất là mềm mịn cũng như là thoáng khí. Mình rất thích cái cảm giác này luôn ấy, rất là mềm đó. Và với cái việc nó thoáng khí như vậy, đặc biệt trong cái thời tiết này là đang là mùa hè rất là nóng nực, thì anh em sẽ có được cái cảm giác đeo rất là tốt. Nó mang lại cái sự thông thoáng này, tránh việc bị hầm tai cũng như bị cắn tai trong quá trình mà chúng ta sử dụng lâu. Cách đây không lâu thì GVN có tổ chức cái sự kiện Gamer Day ở showroom của GVN, và mình hôm đó mình đã đeo chiếc tai nghe này từ sáng tới chiều để có thể làm cái buổi livestream dành cho tất cả anh em cùng coi. Và với chiếc tai nghe Astro A10 này, nhờ cái việc mà nó được thoáng khí như vậy thì nó mới mang lại cho mình có thể đeo được suốt một ngày dài như vậy. Đặt trong trường hợp làm chiếc tai nghe khác ấy, thì mình chưa chắc là mình đã có thể đeo được chiếc tai nghe nó lâu đến như vậy mà mình vẫn cảm giác thoải mái. Rồi quay trở lại vấn đề chính, thì với cái việc mà mút đệm tai này nó mềm mại, nó thoáng khí như vậy thì nó cũng sẽ đi kèm với một cái nhược điểm không thể tránh khỏi được, đó chính là về vấn đề cách âm. Với cái chất lượng cách âm trên chiếc Astro A10 này mình đánh giá chưa thực sự là cao, nhưng bù lại thì Astro A10 sẽ sở hữu một chất build cực kỳ cứng cáp. Nhờ vậy anh em có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề độ bền trong quá trình sử dụng. Nãy giờ anh em xem video thì chắc hẳn là nhiều anh em đang mường tượng cái chiếc tai nghe Astro A10 này là một chiếc tai nghe không dây đúng không? Thì rất tiếc là không ha. Đây, nó có dây và mình sẽ lấy dây cho anh em coi. Đây, cái phần dây của chiếc tai nghe Astro A10 đây. Đó. Và với cái việc mà nó có thể rút cắm rời ra như thế này thì nó sẽ mang lại cho anh em một cái tính cơ động cao hơn. Đặc biệt điều này nó sẽ rất là có ích khi mà nếu như mà anh em gọi là anh em muốn mang chiếc tai nghe này ra ngoài để sử dụng. Ví dụ là mình mang ra net để chơi cùng bạn bè chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ rất là có ích, mình có thể quấn được rất là gọn gàng và tránh cái việc bị sợ, bị gập, bị gãy dây. Đó là một điều cộng khá sáng giá trên chiếc Astro A10 này. Phần dây của chiếc tai nghe này nó sẽ có độ dài là 2m và nó sẽ đáp ứng rất là tốt cho cái nhu cầu nếu như mà anh em muốn đi dây luồn lách vào những cái góc máy của mình. Sau khi đi dây xong, nếu như mà có dây bị dư ấy thì anh em nên có cho mình những cái sợi dây bó như thế này. Đây, của mình có cái GVN đó. Và bó lại thì nó sẽ gọn và mang cái tính thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Trong hộp thì nhà sản xuất họ cũng sẽ trang bị sẵn cho anh em cái sợi jack chuyển đổi từ 2-in-1 ra thành cổng mic lẻ và jack tai nghe lẻ như thế này. Điều này nó sẽ giúp cho chiếc tai nghe Astro A10 này anh em có thể sử dụng trên đa nền tảng hơn. Ví dụ như là trên PC này, trên laptop này, đương nhiên rồi. Rồi trên những cái nền tảng console, ví dụ là PS4 này, Xbox One này, hoặc là ngay trên những cái thiết bị điện thoại di động của anh em đều có thể sử dụng được với chiếc tai nghe này. Khác với các nhà sản xuất tai nghe khác thì hiện tại bây giờ họ đang có xu hướng là mang cái phần con lăn điều chỉnh volume lên phần củ tai bên trái, thì với chiếc Astro A10 họ vẫn giữ nguyên trên cái sợi dây dẫn như thế này. Và với chiếc Astro A10 này thì mình đánh giá nó vẫn khá là old school, nó vẫn khá là hay, vẫn khá là độc đáo và thú vị. Cảm quan sử dụng cá nhân của mình thấy nó vẫn rất là thân thiện, nó không hề xảy ra hiện tượng gọi là mình bị khó chịu trong quá trình mà mình dùng. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề chất lượng âm thanh đi ha. Với mẫu Astro A10 này, nếu như mà cái nhu cầu của mình là nghe nhạc ấy, thì mình sẽ đánh giá nó chỉ ở đâu đó mức vừa đủ đi. Tại vì cái nhu cầu của mình nghe nhạc ấy, mình sẽ thích nghe những cái dòng nhạc EDM, những cái dòng nhạc có nhịp độ tiết tấu cao, giật các thứ ấy. Thì chiếc Astro A10 này nó chưa thực sự đáp ứng tốt cái nhu cầu đó của mình. Giải mid và treble trên mẫu tai nghe này có thể nói là làm cũng tương đối là ổn. Tuy nhiên thì rất tiếc phần bass nó khá là thiếu cả về lượng cũng như là về lực nhấn. Và vì vậy nên nếu như bạn là người nhu cầu của bạn mua tai nghe về để nghe nhạc thêm về dòng bass thì có lẽ Astro A10 bạn chưa nên lựa chọn ngay ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, bản thân Astro A10 này nó là một chiếc headset gaming, tức là một chiếc tai nghe họ sinh ra nhằm mục đích hướng tới đối tượng là game thủ. Vì vậy nên nó sẽ phục vụ cho nhu cầu chơi game rất là tốt. Và quả thực nó đã không làm mình thất vọng trong quá trình mà mình chơi game. Với việc mà phần bass nó có phần hơi bị thiếu một chút như vậy thì đâu đó trong quá trình mà mình chơi game nó cũng giúp đỡ mình một chút xíu. Với việc nếu như mà mình thường xuyên để mức âm lượng là to ấy thì cái phần chơi những tiếng bắn súng, những cái tiếng đạn đồ này kia nó sẽ đỡ là mình giật mình hơn, cũng như là nó đỡ bị chói tai và gây đau tai của mình nếu như mình chơi lâu.
Mặt khác thì với việc cái phần bass này nó bị nhẹ đi thì đâu đó nó cũng sẽ giúp cho cái phần mid nó được làm trọng tâm hơn, tức là cái phần mà giọng người anh em sẽ nghe được ấy. Điều này nó sẽ giúp ích rất là tốt trong quá trình anh em chơi game. Nếu như mà anh em gọi là thích mang cái sự tương tác với đồng đội, anh em côn team hò hét trong game sẽ rất là vui. Ngoài ra khi mà côn team ở trong game ấy thì phần micro cũng sẽ được rất là nhiều bạn quan tâm đúng không? Thì Astra 10 cái phần micro cũng sẽ được trang bị trên cổ tay trái, khá là thường gặp ha. Và phần micro này cũng sẽ được trang bị thêm đó là cái công tắc flip to mute, tức là on off như vậy. Gạt lên vậy là tắt, gạt xuống vậy là mở nè, và đã sẵn sàng để cho anh em sử dụng ngay. Ok, thì hiện tại âm thanh mà anh em đang nghe sẽ là cái giọng của mình thu trực tiếp thông qua cái mic trên chiếc tai nghe Astra 10 này. Và đây cũng sẽ chính là cái âm thanh nếu như các bạn ở chơi ở trong game các bạn sẽ nghe được, những người đồng đội của chúng ta sẽ nghe được ấy. Và hiện tại bây giờ là mình đang thu trong điều kiện là phòng studio, mọi người vẫn đang làm việc hết sức là bình thường. Ở bên ngoài, thậm chí là bên cạnh showroom mới của GVN cũng đang là xây, có những cái tiếng đập phá rất là ồn. Tuy nhiên thì cái phần âm thanh ở đây thu cái đánh giá chất lượng lọc tạp âm của chiếc mic này mình thấy cũng rất là ổn. Vậy thì anh em thấy sao? Anh em có đánh giá như thế nào về chiếc micro trên chiếc tai nghe Astra 10 này? Thì đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận video nhé. Vừa rồi thì mình đã review cho anh em về mẫu tai nghe Astra 10 tới từ Logitech. Đây sẽ là mẫu tai nghe Astra đầu tiên được Logitech họ mang chính hãng về thị trường Việt Nam. Vậy thì anh em thấy sao? Anh em thấy như nào về chiếc tai nghe này? Thì đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận video. Rồi, nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share, subscribe GVN Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.